mới Tết đến, gia đình chúng em xin kính chúc tất cả mọi người, mọi nhà một năm mới an khang thịnh vượng, may mắn, phát tài. Chúc mừng năm mới mọi người, everyone. Thì cả nhà đương thấy đây là cái lối vào chùa Việt Nam đó. Thì hôm nay chùa Việt Nam tổ chức lễ hoa, bán hoa ở đây. Thì bây giờ Toàn tới đây Toàn quay một cái clip cho cả nhà thấy chùa Việt Nam bán bông hoa hoặc là những trái cây bánh mứt đồ kia trong cái mùa Tết nha cả nhà đó. Đây là cái lối đi vào của chùa Việt Nam. Hello cả nhà, hôm nay chùa Việt Nam và tổ chức lễ hội hoa, cũng là ngày đầu tiên chùa Việt Nam bán hoa. Thì cả nhà thấy cảnh bán hoa của chùa Việt Nam thì cả nhà hãy tới ủng hộ cho chùa Việt Nam nha cả nhà. Và nếu trong này nhạc lớn quá thì cả nhà cho Toàn lòng cái nhạc của Toàn nha, tại vì Toàn cũng sợ bản quyền. Thì mời cả nhà cùng theo dõi với Toàn hội chợ hoa tại chùa Việt Nam. Hôm nay chùa Việt Nam tổ chức bán hoa Tết nha cả nhà. Nếu mà cả nhà có thấy cảnh này thì cả nhà tới ủng hộ chùa nha. Thank you.
đó. Thì cả nhà đương thấy bà con tới ủng hộ chùa rất là nhiều nha cả nhà. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình trong ngày, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng cái con chào đón tiếng hát của Phương Thân. Đó, thì cả nhà thấy đông không? Quý vị nhớ là thường thường Kim Long hay nói câu là hãy cho ca sĩ một tràng pháo tay thật lớn, mà cố gắng Kim Long sẽ không nói câu đó mà mình vẫn cổ tay ào ào nha quý vị. Quý vị làm thử xem nào. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, trước thềm năm mới, tôi đang xin chúc các cô chú, anh chị của năm mới thì là những thân tình cựu và bằng sự yêu ý. Và mà phẩm đầu tiên tôi xin gửi đến nhà mà đón xuân về phòng đình chưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây là khung cảnh ở bên ngoài của chùa Việt Nam nha cả nhà. Thì hôm nay là ngày lễ hội bán hoa đầu tiên của chùa Việt Nam. Thì là cái khung cảnh bên ngoài của chùa Việt Nam thì Toàn quay cho cả nhà xem. Thì bây giờ chỉ còn một tuần lễ nữa thôi là tới Tết. Thì Toàn sẽ quay cái khung cảnh một chút xíu bên ngoài của chùa Việt Nam cho cả nhà xem nha. Thì cả nhà đương thấy đây là tượng Phật Bà Quan Âm. Rồi Toàn quay một vòng khung cảnh ở ngoài nữa, xa ở ngoài này cho cả nhà thấy chùa Việt Nam rất là lớn nha cả nhà. Cái mùa này thì cả nhà đương thấy cái hồ hoa sen không còn nữa, bởi vì nó đã hết rồi, tới mùa lạnh rồi. Nhưng điều thật sự tới mùa bông sen, cái chỗ này, cái hồ này bông sen rất là nhiều và đẹp lắm nha cả nhà. Đúng rồi, kênh em mà. Cả nhà đẹp quay luôn đi. Ok. Rồi anh chị làm hình bì hay là làm cái gì? Hay chụp hình family thôi. Chụp hình family. Lên báo chí. Ok. Nhìn thấy gia đình mua áo kia giống nhau đẹp quá. Dạ. Đó. Ờ, thấy chưa? Em ta được quay cả. Ok. Rồi. Năm mới Tết đến, gia đình chúng em xin kính chúc tất cả mọi người, mọi nhà một năm mới an khang thịnh vượng, may mắn, phát tài. Chúc mừng năm mới mọi người, everyone.
Thì cả nhà đương thấy đây là chánh điện của chùa Việt Nam, thành phố Houston nha cả nhà.